giờ lần này ngươi lại cho tao thuốc giải độc giả nữa để giết tao phải không hả? Từ đầu ngươi đã muốn làm vậy rồi có phải không? Để giành lại ngôi vua của mình. Ngươi coi ta như một con cờ, lợi dụng xong rồi bỏ đi có phải không, không phải. Hả? Ta coi huynh cũng giống như là bằng hữu của ta vậy. Dù huynh có nghĩ về ta như thế nào thì huynh vẫn là bằng hữu của ta. Vậy nên ta chắc chắn sẽ tìm cách để cứu huynh. Ta chắc chắn sẽ đem thuốc giải đến cho huynh. Chờ ta mấy ngày nữa thôi. Đồ dối cha, ngụy quân tử. Bẩm hoàng thượng, xin người tha mạng cho con trai của dân nữ. Dù người có giam hay lưu đày nó, dân nữ cũng sẵn sàng chấp nhận. Xin người tha mạng cho nó. Nó thật sự là một người rất đáng thương mà hoàng thượng. Ta cũng đã hứa với Ly Xuân rồi, ta sẽ tìm thuốc giải độc cho hắn để cứu mạng của hắn. Hoàng thượng, trước đây Ly Xuân là bằng hữu của ta, sao ta có thể để cho mẹ của bằng hữu của ta phải đau khổ buồn rầu, phải thất vọng kia chứ? Xin tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng, tiểu nữ xin đa tạ hoàng thượng. Ta biết là sẽ như vậy mà. Lúc nào nàng cũng không nhớ là bản thân của mình đang bị thương. Để tiểu nữ tự làm được rồi. Ta muốn đích thân chăm sóc cho nàng. Nàng như vậy làm sao ta có thể yên tâm để nàng ở một mình được chứ? Chuyện hoàng thượng cứu Ly Xuân, tiểu nữ xin đa tạ hoàng thượng. Lẽ nào nàng thật sự sợ ta sẽ giết chết Ly Xuân hay sao? Có phải như vậy hay không? Ta nghĩ là bây giờ ta vừa phải xin lỗi, vừa phải tạ ơn nàng. Từ giờ ta sẽ không để cho nàng phải vì ta mà đau lòng hay là rơi lệ nữa đâu. Trời ơi, Ly Xuân à, Ly Xuân à. Tại sao mẹ lại tới đây vậy? Mẹ hãy đi về đi. Ly Xuân à, hoàng thượng đã hứa rồi, người sẽ tìm thuốc giải độc cho con uống. Mẹ hãy đi về đi, con không muốn nhìn thấy mẹ nữa. Mẹ về đi, về đi. Ly Xuân à, mẹ đã nói với con ra sao? Mẹ nói với con về với mẹ đi mà. Xin mẹ đó. Người đâu rồi, người đâu rồi? Ly Xuân à, kêu mẹ ta đi về đi, mau lên. Ly Xuân à, Ly Xuân. Nhà của muội dễ tìm lắm. Khi huynh vừa đi tới chợ, huynh sẽ thấy một căn nhà rất rộng lớn. Huynh hãy đi thẳng tới cuối nhà, đó là nơi muội ở. Thật ra trước đây huynh đã tới đó một lần rồi, nên biết đường đi phải không? Huynh tới đó để chơi với cô Moon và mẹ cô Moon nha. Huynh nhớ chưa? Huynh nhớ tới chơi với muội nha. Thank you.
Cái này làm theo công thức của ta dạy. Tụi con đã làm xong các loại thuốc có thể phản ứng với chất độc rồi nè sư phụ. Sư phụ xem thử đi. Bây giờ chúng ta phải tìm cho ra được loại thuốc nào giải được độc của Hoa Anh Túc. Đây là loại nước giúp phân biệt loại thuốc nào có thể giải được độc. Vậy khi cho thuốc vào nước, làm sao để biết được đâu là thuốc giải độc? Nếu đó là thuốc giải thì nước sẽ phải trong lại. Loại này hình như là không phải rồi. Hoàng thượng gia lâm. Khanh đã tìm được thuốc giải độc Hoàng Túc chưa? Việc điều chế ra thuốc giải độc thật sự không phải là một việc dễ dàng đối với chúng thần đâu Hoàng thượng. Chúng thần đã tạo ra rất nhiều loại thuốc giải độc, nhưng tất cả đều là thất bại rồi Hoàng thượng. Khanh hãy tiếp tục điều chế thuốc giải độc đi. Mặc dù ta biết là không dễ, nhưng mà Khanh hãy cố gắng hết sức. Thần biết rồi, thần sẽ cố gắng hết sức thưa Hoàng thượng. Người đâu? Thuốc giải độc của ta đâu rồi hả? Nếu ta chết rồi mới có thuốc thì còn ít gì với ta nữa chứ. Cho ta thuốc giải đi. Cho ta thuốc giải đi bà. Bây giờ tất cả mọi người sắp chết rồi. Còn ông, ngay từ đầu ông đã không uống thuốc Hoa Anh Túc nên không lo lắng có phải không hả?